Thưa quý vị, thưa các bạn, trước thực trạng thời tiết diễn biến phức tạp, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, phục vụ người dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố trong mùa hè năm 2017, trước những dự báo nắng nóng sẽ gay gắt và kéo dài hơn năm 2016. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định, Công ty Điện lực Nam Định PC Nam Định đang tập trung triển khai các dự án xây mới trạm biến áp, duy tu, sửa chữa, củng cố lưới điện, chống quá tải mùa nắng nóng. Tính đến ngày 31 tháng 3, công ty đã đóng điện và đưa vào khai thác vận hành 15 trạm biến áp chống quá tải. Dự kiến sẽ đóng hết 35 trạm còn lại trước ngày 30 tháng 4, đảm bảo trong mùa hè năm 2017 không có trạm biến áp, đường dây chung hạ thế nào bị quá tải, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai các dự án sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, theo dõi tình trạng mạng tải các máy biến áp phân phối để kịp thời luân chuyển các máy biến áp đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải. Trong quý 1 năm 2017, đơn vị đã luân chuyển 35 máy biến áp non tải, đầy tải để phù hợp công suất. Công ty đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và ngay từ đầu tháng 1 năm 2017 thì đã tổ chức triển khai thi công. Và đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 thì công ty đã hoàn thành đóng điện đưa vào khai thác vận hành 15 trạm biến áp và 35 trạm biến áp còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 và giảm thiểu cái thời gian cắt điện để đại tu sửa chữa lưới điện. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, một trong những tâm điểm của nắng nóng trên cả nước, đến nay các phương án đảm bảo điện cho mùa hè năm 2017 cũng đã sẵn sàng. Ngay từ đầu năm, Điện lực Thanh Hóa đã xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo điện mùa nắng nóng tổng thể trên địa bàn toàn tỉnh, cũng như các phương án cụ thể cho từng vùng miền. Theo đó, đẩy nhanh các dự án chống quá tải, tăng cường củng cố lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực sẵn sàng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra. Riêng thị xã Sầm Sơn, đây không chỉ là địa bàn trọng điểm du lịch, mà năm 2017 này, Sầm Sơn sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 3 và kỷ niệm 110 năm ngày thành lập. Vì vậy, Sầm Sơn được PC Thanh Hóa đặc biệt chú trọng trong việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục. Đến thời điểm này, mọi công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực thị xã Sầm Sơn đã sẵn sàng phục vụ các sự kiện diễn ra cũng như trong cả mùa hè. Với cái dự báo thường vào mùa hè thì tăng trưởng phải từ 20 đến 30% về phụ tải. Đặc biệt là cái vùng trọng điểm về công nghiệp, rồi thành phố Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn. Thì chúng tôi đã lập các phương án cấp điện, xếp các thứ tự ưu tiên đối với các cái vùng trọng điểm, chuẩn bị các cái điều kiện để mà sẵn sàng ứng cứu khi tình huống mà sự cố xảy ra để cấp điện ổn định nhất. Đối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC, theo dự báo, công suất cực đại năm 2017 đạt từ 9.000 MW đến 9.500 MW, tăng từ 251,2 MW. Đến 751,2 MW so với năm 2016. Có thể sẽ gây quá tải cục bộ tại một số khu vực. Nhằm đảm bảo điện an toàn liên tục trong mùa nắng nóng, ngay từ cuối năm 2016, EVN-NPC đã chủ động lên các phương án giao cho các đơn vị triển khai thực hiện. Năm 2017 thì những cái tín hiệu ngay từ đầu năm đã cho thấy là diễn biến thời tiết sẽ bất thường. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã có những cái phương án chuẩn bị sớm, tăng cường củng cố cái lưới điện, đảm bảo có thể là đáp ứng được cái yêu cầu điện mà tăng cao trong cái mùa nắng nóng. Cụ thể là các cái công trình đầu tư xây dựng, các cái danh mục đã được tổng công ty phê duyệt sớm và giao cho các đơn vị triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã triển khai sớm các cái hoạt động về công tác tuyên truyền đối với người dân về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Hiện nay, để ứng phó kịp thời với tình hình thời tiết khó lường của mùa nắng nóng 2017, ngoài việc phê duyệt sớm các danh mục đầu tư, xây dựng, các dự án chống quá tải giao cho các đơn vị thực hiện, EVN-NPC còn tranh thủ các công trình 220 kV do Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đầu tư để triển khai kịp thời các đường dây xuất tuyến từ các trạm này để nâng cao năng lực của lưới điện trên địa bàn.